Thầy có không? Không thầm tớ từ bé không có gia đình, chỉ sống cùng mẹ tôi với cha mình, không ai dạy dỗ nên để sống xô bao nhiêu anh trai thôi lên để cho. Các bạn nam thấy mình nói thế này có đúng không nhá? Đàn ông ấy, cái lứa tuổi từ 18 tuổi đến 23 tuổi ấy, các bạn đẹp trai này, các bạn hát hay này, các bạn học giỏi này, thì sẽ có rất nhiều các cô gái thích các bạn. Nhưng mà từ 24 tuổi đổ đi ấy, mà các bạn không có một chút sự nghiệp gì trong tay này, không biết kiếm tiền ấy, thì mình khẳng định với các bạn một điều rằng ấy, sẽ chả còn cô gái nào thích các bạn nữa đâu. Cho nên là ấy, còn trẻ ấy, thì hãy tranh thủ kiếm thật nhiều tiền. Cái gì đây? Chú đi về. Chú có vợ chưa? Chú chưa? Bao giờ chú mới lấy vợ? Bao giờ cháu lớn mà... Anh nhà ở đâu thế? Cứ tay luôn trong tim tôi chẳng nhớ đang về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người, khiến trái tim. Fuck you. Là ruồi hay là nhặng?
của mình thôi. Chính giấc thì thâu khó chi giấc chi chúng lý giấc ngõ ta thơm hùm đi hồ đi muốn ăn thêm con chim bồ câu. Bầu, mẹ cẩn thận. Mất dài. Mẹ như vậy mà kêu có bầu. Mẹ ở như vậy nuôi chị em mình mà kêu có bầu. Mẹ mập. Đi Lân ơi, tiếc con mỏi cổ quá, dặn giùm con cổ. Ây da. Mày nghe ngắt hết hồn. Anh nhà ở đâu thế? Cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đang về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người khiến trái tim tôi chỉ còn phần trăm về mẹ để cho mai em thật dễ chịu. Về mặt trên bóng xa ly, hoàng chỉ vì yêu chiều ở trên thế gian một buồn xin chỉ. Đến đũa nó còn có đôi, sao tôi cứ mãi lẻ loi một mình. Anh có một điều, anh đã chụp lòng lâu lắm rồi mà không dám hỏi. Anh chào em. Bố mẹ anh bảo là hôm nay có dỗ nên là phải thịt em. Anh xin lỗi em nhé. Tôi là Bên, anh là Bên Bà. Bên Bùa Bà. Hai người vui vẻ, tiểu yêu quái, nhân gian nhân ái, mỹ như hoa. Tôi là Bùa Bên, anh là Bên Bùa Bà. Bùa Bên em không sao đi tìm tìm cho ra ai bằng anh. Trong buôn đêm trong vạn ngày đóng sang tay nào ai. Tiên là sẽ chào thua nói gì dẫu bao đừng mong. Anh im hôi hắn ngọc ngà trao bao trên trần gian.